Chiều ngày 17 tháng 10, cơ quan huyện ủy, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện đã tổ chức tiếp xúc chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể trong tháng 10 năm 2023. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Phạm Văn Thép, thành ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thành Lung, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, bí thư đảng ủy, thủ trưởng cơ quan các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng huyện ủy cùng cán bộ công chức người lao động các cơ quan huyện ủy, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư huyện ủy Phạm Văn Thép đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của cán bộ, công chức các ban xây dựng Đảng, ủy ban kiểm tra huyện ủy, văn phòng huyện ủy và các hội đoàn thể trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị cán bộ công chức các ban xây dựng đảng, văn phòng huyện ủy và các đoàn thể huyện sẽ tiếp tục cống hiến, thi đua lao động sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trước mắt cần tập trung tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên cuột khởi 25 tháng 10 và các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thành phố Thủy Nguyên. Cũng nhân dịp kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, đồng chí Bí thư huyện ủy đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể nữ cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan huyện ủy, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện, tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện, đoàn kết, khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội, năng động sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng hoa chúc mừng các chị em phụ nữ trong các cơ quan Đảng, đoàn thể nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023.